Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng khẳng định việc siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện sẽ được tập trung thực hiện kiên trì không ngừng nghỉ. Việc siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng xe đã có tác dụng tích cực đến việc đảm bảo an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, đại diện Tổng cục Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội Bộ Công an cho rằng việc siết chặt xe quá tải trước đây đã làm rồi, nhưng sau một thời gian tạm dừng, xe quá tải lại tái diễn để lại hậu quả nặng nề. Do vậy, cần phải xác định việc xử lý xe quá tải là việc làm thường xuyên liên tục. Từ đầu tháng 4 đến nay, lực lượng chuyên ngành của Bộ Giao thông Vận tải đã tiến hành kiểm soát tải trọng xe trên nhiều tuyến đường quốc lộ. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý gần 20.000 phương tiện vượt tải trọng.